Nằm giữa hai hồ ở thung lũng Okanagan, Penticton có lẽ nổi tiếng nhất là điểm khởi đầu cho những người yêu thích rượu vang. Khám phá các nhà máy rượu vang của vùng, khu vực xung quanh Penticton nổi tiếng với các hoạt động lái xe, ngắm cảnh, nếm thử rượu vang, chơi golf, đạp xe, leo núi. Penticton cũng là sân bay của khu vực, nó có cái mã hiệu là YYF, cung cấp các chuyến bay hàng ngày giữa Vancouver, cách đó khoảng 5 giờ lái xe đó các bạn. Các bạn nhìn thấy một cái bãi cát trắng trải dài như thế này thì mình lại hình dung đến bãi biển Nha Trang ở Việt Nam. Ở đây thì có những cái trò chơi ngoài trời là những cái phao nổi đó, thì họ bán vé để cho con nít có thể vào chơi và family cũng có thể chơi chung được luôn. Nhưng mình vẫn có thể đi chơi được, mình không mướn được thì mình sẽ tự mua và mình đi xuống.
nó không có limit cái time mà mình muốn đi anytime mình quay lại cũng được, không sao. Bây giờ các bạn đi với Mỹ Vân nhé. Rồi bây giờ mình đi xuống. Khi mà Mỹ Vân recommend với các bạn là khi các bạn đi, các bạn chuẩn bị cái bao này để mà đựng cái phone của mình, vì sợ nó bị rơi xuống nước đó, thì có mang theo trái cây nè, rồi khăn tắm và everything mình có thể mang theo, dép mình cũng mang theo rồi mình bỏ lên trên phao này cũng được. Bây giờ mình đi thôi các bạn. Ta và thời gian mình đi xuống dưới nha. Có rất nhiều người ở xa tới đây, như người từ Fort Calgary, Toronto. Thì mùa hè năm nay cũng bây giờ mới bắt đầu start vào summer nên chưa có đông lắm các bạn. Và Mỹ Vân đi ngày hôm nay không phải là ngày weekend. Các bạn nhìn thấy cái dòng sông này thế nào ạ? Mỹ Vân quên mất mang theo cái speaker rồi. Mùa này Kelowna đã bắt đầu có cherry rồi các bạn, nhưng mà chưa nhiều lắm. Điều rất là quan trọng các bạn phải mang theo cái này. Không biết ở Vancouver mình mua ở đâu, nhưng mà năm ngoái Mỹ Vân mua ở đây. Bây giờ họ không còn bán nữa. Cái này nó underwater, nếu cái phone mình rơi nó cũng không được sao đâu các bạn. Các bạn nhìn thấy là cái con thiên nga nó cũng rất là đẹp ha. Đi được khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi, còn 3 tiếng nữa. Mình mà sợ nắng thì không nên đi, vì là quá nắng luôn các bạn. Nắng chói chang luôn, nắng cháy da cháy thịt. Nhưng mà Mỹ Vân nghĩ là các bạn đi thả cái nước trôi này khoảng 3 giờ chiều trở đi thì nó ok, chứ còn từ sáng hoặc 12 giờ nó nắng dữ lắm. Mùa này ở Kelowna nó nóng hơn ở bên Vancouver rất là nhiều. Khoảng 2 tiếng thì các bạn để ý nha, bên tay phải gần cuối cái đường nó có cái chữ là move right exit in 300 m, nghĩa là chỉ còn có 300 m nữa thôi là mình sẽ lên bờ. Chỗ này rất là quan trọng nha các bạn, vì nó rất là nguy hiểm. Nếu mà các bạn ở giữa cái dòng sông á thì nó sẽ chạy thẳng đi ra biển, và chỗ đó rất là nước, rất là sâu, cho nên là mình phải đi vào phía bên tay phải này để mình lên bờ nhé. Cứ gọi cho Mỹ Vân, Mỹ Vân anytime sẵn sàng, free of charge.